Chuyển sang các thông tin về thị trường hàng hóa. Đóng cửa ngày hôm qua, chỉ số hàng hóa MXV Index tiếp tục giảm 0,78% xuống mức thấp nhất trong gần 3 tuần trở lại đây, tại vùng là 2.350 điểm. Tuy nhiên, do thị trường có tính chất là hai chiều mua và bán, kết hợp với các biến động lớn của nhóm năng lượng và nông sản, nên giá trị giao dịch toàn sở đã tăng mạnh lên mức 4.500 tỷ đồng. Giới đầu tư năng lượng thực sự bận rộn trong ngày hôm qua, khi mà giá các mặt hàng dầu thô có một phiên rung lắc rất mạnh. Giá đã tăng tới 2% trong phiên châu Á, nhưng lại đảo chiều giảm rất mạnh vào phiên châu Mỹ. Cụ thể, giá dầu WTI giảm mạnh 2,5% xuống còn 78,8 đô la Mỹ cho một thùng. Dầu Brent giảm 1,7% là mức thấp nhất trong 3 tuần trở lại đây. Tác động từ hai phiên giảm mạnh gần đây của giá dầu có thể được nhìn thấy rất rõ ở các thị trường liên quan. Trong nhóm nông sản liên thông với sở Chicago, giá dầu đậu tương giảm mạnh 2,4%, ngô cũng giảm theo 0,8%.